Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024, chiều ngày 24 tháng 4, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đến thăm tặng quà các đồng chí cựu chiến binh, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đang cư trú trên địa bàn quận. Cùng đi có lãnh đạo một số phòng, đơn vị, đoàn thể liên quan. Đoàn tới thăm hai cựu chiến binh, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, là đồng chí Phạm Đức Quyết hiện cư trú ở tổ dân phố Gò Công 1, phường Phú Liễn và đồng chí Nguyễn Ngọc Hải ở tổ dân phố Kha Lâm 3, phường Nam Sơn. Tại các gia đình, đoàn ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, sức khỏe các đồng chí, chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các cựu chiến binh, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng chí Bí Thư Quận Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, mong các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng đóng góp trí tuệ công sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển